Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị và các bạn nội dung như sau. Khi nào con người lên được sao Hỏa? Elon Musk lại đổi ngày. Liệu dự đoán lần này có thành hiện thực? Các nhà khoa học đã từng bước lên mặt trăng từ nhiều năm trước và hiện đang chuẩn bị lên sao Hỏa. Elon Musk, chủ sở hữu của Tesla và SpaceX, người giàu nhất thế giới, mơ ước không chỉ đặt chân lên sao Hỏa mà còn thiết lập toàn bộ thuộc địa của con người trên hành tinh đỏ. Elon Musk từng tuyên bố rằng con người sẽ bước lên sao Hỏa vào năm 2024, nhưng giờ ông đã kéo dài ngày của mình thêm một chút. Vào năm 2016, Elon Musk đã lên kế hoạch đến thế giới để thành lập một thành phố của con người trên sao Hỏa. Vào thời điểm đó, Musk đã dự đoán rằng vào năm 2024, một phi hành đoàn có thể đặt chân lên sao Hỏa. Sau đó, công ty SpaceX của Musk đã thực hiện một số nỗ lực chế tạo tên lửa để đi đến sao Hỏa, nhưng có vẻ như công việc này sẽ không được hoàn thành cho đến khi đạt được số liệu của Musk. Chính Musk đã tiết lộ điều này trong khi trả lời một người dùng trên Twitter vào thứ Tư. Theo Musk, con người sẽ có thể bước lên sao Hỏa ít nhất cho đến năm 2029, tức là 60 năm sau khi con người đầu tiên lên mặt trăng vào năm 1969. Musk đã thay đổi ngày con người đặt chân lên sao Hỏa lần thứ hai. Đến tháng 12 năm 2020, ông đã đặt mục tiêu đến năm 2026 cho việc này. SpaceX đang thiết kế một Starship cho NASA để gửi các phi hành gia lên mặt trăng và sao Hỏa trong tương lai. Starship đã thực hiện nhiều chuyến bay cao, nhưng cho đến nay nó vẫn chưa thành công trong việc đi vào vũ trụ. Sau Elon Musk, nhiều tỷ phú nhà công nghiệp trên thế giới đã thể hiện sự quan tâm đến không gian. Tuy nhiên, anh đã lấn sân sang lĩnh vực du lịch vũ trụ và đưa những du khách bình thường đến giới hạn của không gian. Nhưng ý định của Elon Musk không chỉ là đạt đến giới hạn của không gian. Anh mơ ước đến được chạm vũ trụ và xa hơn nữa là đến sao Hỏa.